mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải 25 pháp môn tu viên thông, pháp môn thứ 23, viên thông thức đại. Kinh văn. Giảng giải. Di Lặc Bồ Tát còn gọi là A Dật Đa, hán dịch là Vô Năng Thắng. Chắc quý vị đã từng thấy hình ảnh vị tăng to béo mập mạp trong trai đường của các ngôi chùa. Di Lặc chính là vị ấy. Có lẽ là vị Bồ Tát này thích ăn ngon nên hình dáng to lớn như vậy. Ngài cũng rất thích cười, nhưng tiếng cười của Ngài không thô tháo. Đúng hơn, Ngài luôn luôn nở nụ cười rất tươi trên mặt. Ngài rất thích chơi với trẻ con, và đáp lại trẻ con cũng rất thích chơi với Ngài. Lúc nào quanh Ngài cũng có nhiều trẻ con vây quanh. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, không còn là bậc đạo sư giáo hóa chúng sanh ở cõi này nữa, thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời để tiếp tục giáo hóa chúng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi là Hồng Dương Phật. Khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, Ngài sẽ được gọi là Bạch Dương Phật. Điều này có nghĩa là khi Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, thì máu của chúng sanh sẽ là màu trắng, không còn màu đỏ như thời trước nữa. Loài người hiện nay có máu màu đỏ vì đang ở trong thời giáo hóa của Hồng Dương Phật. Khi nào Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời? Nghe thật là lâu xa khi quý vị được kể ra, nhưng thực sự là chẳng xa chút nào, vì theo cái nhìn của một vị Bồ Tát thì đó chỉ là trong nháy mắt. Vậy thời gian từ đây đến khi Ngài ra đời là bao lâu? Như hiện nay, mạng sống của con người vào khoảng chừng 60 năm, cứ 100 năm mạng sống của con người giảm xuống 1 tuổi, và chiều cao trung bình giảm đi 2,5cm. Giảm như vậy cho đến khi mạng sống của con người còn lại chừng 30 tuổi, thì sẽ có một cơn dịch bệnh, con người sẽ chết rất nhanh vì bệnh tật, đến mức họ chết 1 giờ ngay sau khi mắc bệnh. Người ta có thể gọi bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng chết như những người khác. Chừng 50% số dân còn lại kháng cự được với bệnh tật. Khi mạng sống của những người này còn lại 25 tuổi, thì sẽ có một cơn thiên tai khác. Tại sao những người này phải chết? Vì thời ấy, tinh thần của những người này quá suy đồi, có quá nhiều người ác, thế nên trời đất phải trừ diệt những người căn tính thô bạo này. Họ sẽ chịu không nổi và phải đổi lấy một thân thể tốt hơn. Thế nên trong đợt dịch bệnh đầu tiên, 50% số người phải chết. Khi mạng sống trung bình của con người giảm xuống 25 tuổi, sẽ có một trận hỏa tai. Không chỉ loài người trên thế giới bị đốt cháy, mà cả những chúng sinh ở cõi trời thiền thứ nhất cũng bị thiêu rụi. Các biển cả trên thế gian đều khô kiệt, không biết bao nhiêu người bị chết trong lửa. Tuy vậy cũng có người thoát được kiếp thiêu. Khi mạng sống trung bình của con người còn lại chừng 20 tuổi, sẽ có nạn thủy tai cả ở cõi thiền thứ hai. Khi mạng sống trung bình của con người sống sót giảm xuống dưới 20 tuổi, sẽ có nạn phong tai, gió sẽ thổi đến cõi thiền thứ ba. Nên kinh nói rằng trong cõi trời lục dục thiên có 5 dấu hiệu báo trước tai họa. Trước hết, ở cõi trời thiền thứ ba sẽ có phong tai. Dù ai có công phu tu tập đạt đến cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ cũng không bằng vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Cõi lục dục thiền như chúng ta đã nghe giảng từ trước, đó là cõi trời tứ thiên vương, đao lợi thiền, tu dạ ma thiền, đầu xuất thiền, hóa lạc thiền và tha hóa tự tại thiền. Chúng sinh trong các cõi trời này phải chịu 5 tướng suy. Hoa trên đầu khô héo. Chư thiên ở cõi trời thường có vòng hoa trên đầu. Vòng hoa này không do họ làm ra, mà hoa tự hiện ra để trang nghiêm cho thân tướng của họ. Nhưng một khi chúng sinh ở cõi trời gần mạng chung, thì điều gì sẽ xảy ra? Hoa sẽ rụng xuống. Trước khi một chúng sinh ở cõi trời chấm dứt thọ mạng, thì hoa trên đầu họ vẫn còn tươi. Áo quần của chư thiên nam nữ trên cõi trời không phải giặt như áo quần của loài người ở thế gian. Y phục của chư thiên sẽ không bao giờ bị dơ bẩn, mãi cho đến khi có 5 tướng suy hiện ra. Đây là kết quả của quả báo. Sự dơ bẩn trên áo quần của họ là có từ nghiệp chướng. Tại sao mọi người có mùi rất nặng khi họ sắp chết? Người khác lại có mùi nặng khi chết, đó cũng là nghiệp báo. Nách đổ mồ hôi. Chư thiên không đổ mồ hôi như loài người, họ không có mồ hôi, ngoại trừ khi họ sắp mạng chung, toàn thân hôi thối. Bình thường chư thiên thường toát ra mùi hương từ thân họ. Tuy nhiên khi sắp mạng chung thì có mùi rất khó chịu. Thông thường họ chẳng phải xông ướp thân thể bằng các thứ hương hoa, vì thân họ vốn tự nhiên đã có mùi hương. Họ không ngồi được lâu, họ bồn chồn đứng dậy rồi ngồi xuống như thể họ điên dại. Giữa cơn xáo động này họ rất bối rối, và chẳng bao lâu nữa là họ qua đời, họ lại đầu thai xuống cõi trần. Khi ba thảm họa tam tai này xảy ra, mạng sống trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi. Lúc đó chiều cao trung bình của con người sẽ bằng như con chó bây giờ. Họ rất đồi bại và hành xử chẳng khác gì loài bò heo ngựa.
Họ ham muốn tình dục ngay khi vừa mới sanh ra. Họ cũng biết nói ngay khi sinh ra. Họ liền có bản năng tình dục là vì tình sinh ái, ái sinh dục. Lúc đó loài người tự buông mình vào sự phóng đãng. Họ kết hôn vào tuổi lên 2 hoặc lên 3. Họ sinh con và họ chết lúc 10 tuổi. Nhưng khi mạng sống trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi thì kiếp tăng lại bắt đầu. Tiến trình cũng giống nhau. Cứ mỗi 100 năm họ lại được tăng thêm 1 tuổi. Mạng sống trung bình của con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi. Lúc đó kiếp giảm lại bắt đầu rồi đến kiếp tăng. Khi mạng sống trung bình của con người tăng dần đến khi được 84.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Có một vài tôn giáo khác đã cho rằng Đức Phật Di Lặc đã thị hiện thành Phật rồi. Đây chỉ là lời nói mớ, căn bản là do họ không hiểu gì về Phật Pháp. Sự thị hiện của Đức Phật Di Lặc sẽ diễn ra theo một cách thức nhất định. Quý vị không thể giải thích theo lối như vậy được. Ha ha ha,